sang sông rồi trăng soi sáng ngời tình con chơi gì vậy ba? Suốt ngày coi ba cái phim bạo lực. Có nghĩ được cách gì để thắng cái thằng tình địch của mày chưa? Thì ba nói ba có cách. Con đang chờ ba nè. Tìm chi nữa? Tưởng đâu mày là cục vàng của tao. Hóa ra mày cũng như là cục đất. Sai đâu đánh đó. Mệt ba ghê vậy đó. Bây giờ con hết quan tâm đến chuyện đó rồi. Chuyện đó dễ ẹt à. Ngày mai con về qua Rạch Dừa nữa đó nha. Không quan tâm tới chuyện đó nữa, về Rạch Dừa làm gì? Dưới đó còn nhiều chuyện vui hơn cái chuyện cô gái. Ba, bốn, năm. Nó bắn tao rồi, Thảo ơi. Ba làm gì vậy? Nó bắn ba bị thương. Phim mà. Cái thằng lãng nhách, tao đang đếm tiền rồi. Mở ba cái phim đây. Làm tao tưởng cướp vô, cướp tiền tao không. Coi coi gì mà coi. Coi coi quài. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm thấy ghê. Vô. Anh nể chú em mày thiệt. Dân chơi cù lao mận này không chơi thì thôi, chơi á thì phải chơi cho tới bến, chứ không có chơi mà xìu xìu ảnh ảnh như mấy cái đứa miệt vườn này. Ở đây chán chết. Thấy chú em mày về đây á, anh mới cảm thấy thoải mái đó nghe. Anh đừng có quá lời. Em chỉ là thằng nhãi con. Sao so sánh được cái độ dày dạn kinh nghiệm của anh Tư? Em thì cái gì em cũng thiếu. Chỉ có tiền là em không thiếu. Chứ sao? Cái điều không biết xài làm sao. Muốn bao nhiêu cũng có. Ông già em có cả kho. Không bao giờ mà tiếc với em đâu. Đúng. Có tiền mua tiên cũng được. Nè, hôm nào
Thằng anh mày sẽ giới thiệu cho chú mày gặp anh Nam Thạch, sếp của tao. Qua được cái ải đó rồi, ví dụ nào anh em mình cũng trót lọt hết. Vậy thì còn gì bằng. Vô cái anh Tư. Vô. À, cái vụ kia em chưa? Anh hỏi vụ gì? Cái vụ mà anh bàn với mày cách đây mấy bữa đó. Em không? Tất nhiên là em rồi. Anh Tư cứ cho em thông tin chính xác đất quy hoạch, tiền để em lo, lời thì mình chia đôi. Mày đừng có giỡn mặt với tao. Anh là cán bộ xã, thông tin của anh lúc nào cũng chính xác. Nếu không chính xác thì làm lãnh đạo của khu vực này sao được? Mày ăn nói cho liệu hồn nghe mày. Tao giận rồi đó. Em xin lỗi. Ý em chỉ nhắc nhở anh thôi. Anh phải cẩn thận. Nếu thông tin quy hoạch đất mà sai, tiền bạc của em như cát đổ biển hết rồi. Mày yên tâm đi. Cứ chuẩn bị tiền cái đã. Khi nào mà tao gọi một phát là có tiền mua ngay. Nè, tao rủ thêm ông Nam Thạch, cán bộ huyện, tham gia phi vụ này. Lúc đó, đất chỗ nào mà quy hoạch á, là do mình hết. Như vậy là cơ hội làm giàu đã tới rồi. Uống anh Tư. Mấy anh á, giới thiệu cho tụi em mua đất với nha. Có gì đó cho tụi em hưởng ké với mấy anh chứ. Tưởng cái gì chứ. Hai người đẹp như hai cưng á, muốn mấy miếng mà không được. Mấy em này thì có được bao nhiêu tiền mà mua hả anh Tư? Cho hai em mua thiếu. Khi nào bán có lời thì trả tiền lại. Mua đất thiếu được hả anh? Bậy. Mua trả tiền đàng hoàng chứ mày. Chỉ có hai em này là tao bảo lãnh thôi. Anh Tư thiệt là dễ thương đó nha. Em xin lỗi anh. Không sao, không sao. Anh Tư nè, anh Tư dễ thương quá. Anh Tư uống về một miếng nha. Bỗng dưng anh Tư mỏi tay quá, cầm ly bia không nổi. Thôi để em giúp cho anh Tư uống nha. Ý, mời mời, mời anh Hảo. Dạ, em mời anh Hảo à. 50 em. Mấy cái nút này đẹp thiệt á. Nguyệt. Dạ. Đi xuống nấu cơm, rồi làm ăn cá coi ăn cơm con. Dạ. Thêm ơi, Thêm ơi là Thêm, anh nhớ em quá Thêm ơi. Thêm ơi. Thêm có nhà không Thêm? Thêm ơi. Ra cho Tư gặp Thêm tí coi. Thêm
Tới nhà còn thêm hả? Hết chối rồi nha. Bà cho biết bài nè. Hình như có ai đứng lấp ló ngoài đó. Để Năm ra coi. Dì Năm à, để con coi cho. Dì Năm ngồi đó đi. Thêm hết hồn, làm Tư cũng hết hồn. Anh Tư tới đây chi vậy? Bộ có chuyện gì hả? Tôi nhớ giấy tờ mừng hết rồi mà. Đúng là cái thủ tục hành chánh đã xong rồi. Nhưng mà còn một cái thủ tục nữa đó. Anh Tư nói gì vậy? Thủ tục? Sao ở xứ này nhiều thủ tục vậy? Vậy còn thủ tục gì vậy anh Tư? Trời ơi, nói như vậy mà Thêm không hiểu. Sao cái mặt của Thêm nó sáng mà cái dạ của Thêm nó tối thui? Thủ tục trái tim ở đây á là Tư nhìn Thêm á là trái tim của Tư nó hơi bị ngứt ngay. Nói chung là Tư thương Thêm đó. Anh Tư à, ban ngày ban mặt mà anh Tư đến đây nói những điều đó, lỡ hàng xóm người ta nghe được thì phiền lắm á. Anh là phó chủ tịch xã thì anh phải làm gương một chút chứ. Anh làm ơn đi về đi. Ở trong cái xóm cái làng này không ai dám nói Tư luôn cái gì hết đó. Nói chung là Tư thương Thêm. Anh Tư à, thương Thêm anh làm mà. Cái gì vậy? Anh buông ra. Thương Thêm lắm. Anh không buồn à, tôi la làng lên đó. Ăn năn nỉ Thêm, cho đấm tay Thêm chút nữa đi. Thêm, Thêm. Ê, trời ơi, sao có bàn tay của Thêm gân guốc không gân nè, gân nè. Mắc dịch. Ai đấm tôi? Ai? Mắc dịch. Ê, dạ dịch. Mình tới hồi nào vậy? Đi về. Thưa mình, anh về. Mắc dịch. Chà dạ, đi về liền cho tôi nghe chưa? Lát về biết tay tôi bây giờ á. Mày ha, mày ra đây. Bị giật chồng tao phải không? Em hốt nạn. Mày ra đâu? Hốt lấy. Giật chồng chết. Quánh cho mày chết luôn. Tập thân của tao. Giật chồng tao nha. Quánh cho mày chết luôn. Nó bỏ nó thối lăn loạn. Tính nó đi. Hốt nạn luôn. Hốt tiếp. Giật chồng xé ngang nó làm cho tao. Nghe lên. Quánh. Buông ra mấy người làm gì vậy? Hốt nạn. Bỏ người ta, cứu người, bỏ người ta. Bỏ người ta, bỏ người ta, cứu người, bỏ người ta. Ơi, bỏ người ta. Trời ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì? Hả? Có sao không vậy? Có sao không? Có gì vậy? Trời ơi. Tại sao mấy người làm như vậy? Ai biểu nó giật chồng người ta? Hay là đưa người ta ai biểu đặt chuyện đó? Có lửa sao có khói? Nè, biết sợ rồi phải không? Cảnh cáo mày cái tội giật chồng của người ta, nghe chưa? Trời ơi, giật chồng người ta chi mà. Đi về. Cái thằng Tư phó chủ tịch xã dây từ xưa đến giờ, cái làng này mà ai mà không biết. Còn con vợ thì giữ như cọp, và vô thứ này làm chi cho mang quà không biết nữa. Dì ơi, dì có thêm sao không dì? Dì Thêm ơi. Nội ơi, nội, thôi, mình đưa dì Thêm đi bệnh viện đi nội. Đúng đó, đi con đi. Bác sĩ nó có sao không bác sĩ? Rất may là cô ấy bị chấn thương phần mềm thôi. Dạ. Gia đình cứ yên tâm. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thêm ơi là Thêm, sao cái số của con cứ để người ta đánh suốt vậy hả? Nội. À, Nguyệt. Dì con sao rồi nội? Con sốt ruột quá, nguyên đêm hôm qua con ngủ không được luôn á. Bác sĩ nói là cũng may là chỉ bị chấn thương phần mềm thôi.
cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng vài ngày, rồi sẽ xuất viện thôi con à. Đội ơn trời Phật, không nguy hiểm đến tính mạng là may lắm rồi. Dì ơi, sao cái số của dì á, khổ dữ vậy nè. Thiệt đúng là hồng nhan bạc phận mà. Sao? Bây giờ tự làm hay là muốn tôi xử? Mình kêu anh đi cắt cỏ hả? Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Mình ơi, anh chừa rồi, anh biết lỗi rồi. Lần sau anh không dám tay phạm nữa đâu. Còn có lần sau nữa hả? Ông hứa với tôi mấy lần rồi? Nhiều. Cái gì? Giỡn mặt đó hả? Mấy lần? Bao nhiêu? 10 lần. Ông hứa với tôi nếu mà ông còn tái phạm thì ông bị sao? Nhớ không? Bị cắt. Giờ sao? Tự xử hay là muốn tôi xử? Mình ơi, mình hỏi làm sao anh trả lời được? Làm sao một mình anh tự quỷ diệt của anh được? Tại sao hồi đó ông hứa? Thì lúc anh hứa anh đâu có sợ. Bây giờ mình kêu anh thực hiện thì anh thì sợ. Sợ gì? Thì mình nghĩ coi, kéo mình mới sắm, chưa cắt khai trương cái gì hết, tự nhiên cái anh thấy hải hùng quá. Hải hùng ha? Bây giờ không xử phải không? Mình ơi, nói anh đang nỉ mình mà, để anh còn thằng đàn ông với mình chứ. Đàn ông cái gì? Ấy trời, mình ơi, ông đứng lại. Ông chạy hả? Ông chạy hả? Trời ơi, trời ơi, mình chết ơi, tôi, mình tôi. Có sao không? Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu hả? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Sợ ông liền, đứng lại. Ông chạy đi đâu hả? Đứng luôn, đứng luôn, đứng lại. Mắc chết, à, đứng lại. Trời ơi, mắc chết. Thôi con về nấu cơm nghe nội. Ê, trời còn đang mưa mà sao về con? Thôi con đi chợ về nấu cơm cho dì với nội ăn, chứ không là dì với nội đói nữa. Ừ thôi con đi đi, nhưng mà nhớ nghe chưa, mưa lớn quá thì nhớ đục nha con. Dạ nội, nội nhớ coi gì nghe nội. Trời ơi, bây làm như tao già cả lụm cụm lắm vậy đó. Ừ, dạ. Con tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người sao rồi? Dì Năm, con làm khổ gì rồi? Giờ này mà còn nói chuyện đó nữa. Biết làm khổ á thì mừng ơn khỏe nhanh đi, rồi còn xuất viện về nhà nữa chứ. Dạ con biết rồi, con cảm ơn dì. Sao bây giờ là con thấy trong người con sao rồi? Dạ con đau lắm, chỗ nào cũng đau hết. Ôi mà có chuyện gì xảy ra với con vậy dì? Cái gì? Bay không nhớ gì hết trơn hả? Ăn năn nỉ thêm, cho đấm tay thêm chút nữa đi. Thêm mày ha, mày ra đây khốn nạn. Mày đâu đi ông đâu? Dì ơi, không phải lỗi tại con đâu dì. Dì biết mà, vợ chồng nhà nó là nổi tiếng ở xứ này. Con mới về, dì chưa có kịp nói gì với con hết á thì đã xảy ra chuyện rồi. Mà thiệt á, dì cũng không có ngờ
là nó lui tới vì nó thích con. Con có nhớ lần trước không? Người ta đồn á con giết chồng trốn lệnh truy nã. Cũng may là nhờ có nó. Nó làm giấy tờ cho con ổn hết á, con mới không có chuyện rắc rối. Mà bà con cũng tin tưởng nữa. Nhưng mà ai dè, đúng là ở đời cái gì cũng có mục đích hết. Chỉ có mình là ngây thơ, không có biết gì thôi. Thôi con nằm nghỉ ngơi đi. Chị, lấy hai con này. Dạ, lấy cho em con thỏ đi nghe. Cái này á, em lựa đi. Cho em đó. Rồi, nhiêu chị? 20.000 em ơi. Dạ, em gửi ạ. Nè, tiền này. Rồi, cảm ơn em nha, lần sau nhớ ghé hàng chị nha. Dạ. Một cá đi em. Cá hả? Cá này tươi lắm á. Lấy lời này ngon hơn nè. Bao nhiêu một ký nha? 10.000 hai con. Bà béo ơi, sáng sớm bán mở hàng nha. Coi chừng bán cho người giật chồng người ta là xui ế cả ngày đó nha. Nè, gì nói xin nói sợ về ai đó? Ai giật chồng của ai? Thì chưa giật chồng. Nhưng mà ở chung với người giật chồng thì trước sau gì cũng giật chồng người ta hà. Gì? Thôi nha, mới mở mắt ra tôi chưa có mở hàng đâu nha. Mấy người tới đây mua cá hay tới đây gây lộn hả? Muốn chửi lộn không? Tôi chửi lộn cho nghe nè. Chống mắt lên mà xem ha. Rồi mày cũng như con thêm à. Mới nứt mắt ra mà hỗn hào. Đi chỗ khác cho tôi mừng ăn đi Tấm Nhiêu ơi. Về quán tôi rồi nè bà. Cái đồ nhiều chuyện. 10.000 em. Dạ đây ạ. Cảm ơn chị. Ủa đi chợ hả con? Dạ. Dì lấy cho con rau dền đi dì. Lấy cho con thêm mấy bó nữa đi dì. Ủa sao hôm nay con mua nhiều dữ vậy con? Dạ, tại vì thêm xuất viện nên con mua mấy thứ ngon ngon dì nấu cho dì ăn. Vậy hả? Dạ. Vậy dì lấy thêm mớ rau ngon này cho con về nấu canh nha. Dạ. Chiều dì bán xong sẽ ghé qua thăm dì thêm của con nha. Dạ. Thiệt tha phương rồi mà còn gặp chuyện trời ơi không hả? Dạ, con cảm ơn dì. Bao nhiêu tiền vậy dì? Thôi, đó dì tặng để dì thêm bồi bổ á. Dạ, con cảm ơn dì. Kính anh à? Dạ, em xin anh Năm nhân em lại mút à. Em nguyện phục vụ hết mình cho anh Năm. Thằng Hạo nó rất là dễ thương đó anh Năm. Con nhà giàu nhưng mà chịu khó làm ăn. Có nó anh em mình đỡ lo về cái chuyện hậu phương khó khăn. Em nghĩ anh em mình nên mở rộng vòng tay đón nó. Thôi được rồi, tôi cũng không khó khăn gì. Chuyện làm ăn á, hợp tình hợp lý á, thì làm. Tôi á, thì dang rộng vòng tay mà đón đó. Dạ, em cảm ơn anh Năm nhiều lắm. Mà nè, tôi nhắc trước nha. Mấy chú á, muốn làm ăn cái gì á, cũng được. Cái xứ này á, làm ăn á, phải có thời, có thế. Mà bây giờ, có thế á, thì phải tạo ra thời. Nhưng mà phải kín đáo một chút đó nghe. Chú Tư nè, chú nắm mấy cái việc chính đi. Cứ để cho thằng Hào này điều hành. Nó chưa có kinh nghiệm gì đâu. Dạ. Dạ, anh Năm nói đúng à. Tất nhiên là như vậy rồi. Anh Năm cứ yên tâm. Mà tôi nói trước nghe, mấy chú á, làm sao thì làm. Dạ. Chứ đừng có để mang tiếng lời lấy qua tôi à. Tôi nói trước á, lúc đó đừng có trách qua xin một miếng rượu đế á, tôi cũng không cho đâu à. Anh Năm lúc nào cũng nghĩ xấu cho đàn em. Em có đến nỗi nào đâu chứ. Hảo, em phải luôn khắc sâu lời của Năng dạy dỗ đó nghe chưa. Dạ.
Dạ, em luôn ghi lòng tạc dạ, nhớ lời của anh Năm. Trời ơi, trời ơi, mấy cái sao không vậy, hồ đồ quá đáng. Nó sao tự nhiên đánh tan ghen gì mà đâu mà không có nhìn cho rõ gì hết trơn. Đánh từ con người ta tội nghiệp ghê á. Đỡ nó ngồi xuống. Thì khổ hết sức à. Lấy gói cho dì con nằm đi con. Dạ. Nằm xuống đây đi. Dì nằm đây đỡ đi. Nằm xuống. Trời ơi, tội nghiệp hết sức. Để con đi lấy cơm cho dì ăn nha. Bữa nay con nấu cho dì nhiều món ngon lắm. Thôi con, dì không muốn ăn gì hết. Dạ. Thôi nghỉ cho khỏe đi, rồi chút nữa tính tiếp con. Mấy cô coi đó, cái số con nhỏ này sao nó khổ quá trời à. Chồng nó hành hạ cả chục năm trời rồi. Tới khi thằng chồng nó chết, tưởng đâu được yên thân. Ai có dè đâu, vô đây rồi, nó gặp toàn là cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu không à. Giờ á, theo tôi, cứ nhịn hoài tụi nó là nhịn không có được đâu. Nhìn tụi nó làm tới đó. Chứ giờ mình phải làm sao đây? Con mẹ Năm cãi á, ỷ chồng là phó chủ tịch xã, có sợ ai đâu. Mình á, làm đơn đi kiện đó chứ. Tôi nghe báo đài nói á, là tụi này á, cố ý gây thương tích cho người khác á. Mình phải kiện á, cho nó tù rụt xương nó đi. Không chịu được mà. Tụi này á, hỗn láo lắm. Ỷ quyền ỷ thế. Đúng đó. Cái tội đó còn gọi là cái tội làm nhục người khác á. Cộng hết mấy cái tội đó là bà Năm cãi á, đi tù rụt xương. Cho bỏ cái tội hung hăng. Đúng rồi đó. Đúng mấy đó. Cô nói không phải là không đúng. Thấy không? Nhưng mà tôi cũng giận. Tự dưng bị người ta đánh ra nông nổi như vậy nè. Vậy đó. Mà không có hỏi thăm một tiếng nào hết trơn á. Đừng có nói chi đến chuyện bồi thường tiền thuốc men. Thôi mà dì Năm, mình là dân đen, kiện người ta cũng như con kiến kiện củ khoai vậy đó. Biết có thắng được người ta không? Hay là lại mất tiền oan uổng nữa? Chứ không lẽ mình chịu tiếng dơ hoài sao em? Kiện có thua thì mình cũng minh oan cho người ta biết là mình ăn ngay, ở thẳng, cày ngay, không có sợ chết đứng. Đúng đó dì. Lúc ở trong bệnh viện, con cũng mới nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy nói nếu cần, ông ấy sẵn sàng chứng nhận giấy chấn thương cho dì để làm bằng chứng đi kiện. Đúng rồi, phải kiện chứ đó. Phải kiện liền mới được đó chị. Dạ, thưa anh Tư, thưa chị Năm. Lẽ ra việc này chúng ta cần phải đến công an xã trình bày và giải quyết. Nhưng vì cả hai bên đương sự để muốn giải quyết êm thấm vụ này, nên tôi mới xin phép anh Tư họp tại gia. Và tôi nhận thấy nhà anh Tư là rộng rãi nhất, cho nên mới mời mọi người tới đây để họp bàn hòa giải. Đúng. Thì nhà tôi cũng như là nhà của nhân dân. Cái nhân dân cần thì tôi cống hiến. Cảm ơn anh. Sau đây mỗi bên cần trình bày vấn đề gì của mình thì cứ nói ra. Rõ ràng ha, là nó đặt điều vô không? Hỏi cái gì nữa mà hỏi? Bà đi giật chồng của người ta, vừa ăn cướp vừa la làng, không biết nhục hả? Thôi. Cô Năm, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Cô kéo người đến nhà tôi, đánh con nhỏ ra nông nổi vậy nè. Bây giờ cô còn ăn nói như vậy hả? Đó là tôi trừng trị cái tội giật chồng của người ta đó. Chồng của cô là tự dẫn xác tới, làm phiền nó. Gia đình tôi còn chưa tính chuyện phải quấy với cô nữa. Mọi người trật tự. Căn cứ theo những chứng từ cũng như người làm chứng, tôi thấy đây chỉ là một sự hiểu lầm. Cô thêm đây đã tố cáo không đúng sự thật đối với anh Tư, phó chủ tịch và chị Năm. Vì vậy tôi mong hai bên tự dàn xếp và giảng hòa với nhau để êm ấm tình làng nghĩa xóm. Tôi không đồng ý việc anh nói tôi tố cáo không đúng sự thật. Giấy chứng nhận thương tích bác sĩ cũng đã chứng nhận cho tôi rồi. Còn về việc tôi bị đánh, không chỉ có một mình dì Năm làm chứng mà còn có tất cả những người ở trong xóm. Nếu cần, tôi sẽ gọi mọi người đến đây. Mày hù tao đó hả? Kêu gọi mọi người ha? Phe cánh cũng dữ quá ha. Tao thách mày đó.
Mày kêu hết nguyên cái xã này thử làm gì tao. Thôi, tôi khuyên cô Thêm á nên đồng ý giảng hòa với anh Tư và chị Năm đây. Nếu cô kiên quyết thưa kiện tới cùng á, chỉ gây bất lợi cho cô thôi. Vì ở đây á, cô đã vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng, trực tiếp gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người khác, mà lại là gia đình của một cán bộ xã nữa. Cô biết không? Đúng rồi, mày là cán bộ xã của dân hay là cái thằng chỉ biết xu nịnh cấp trên? Toàn thoát cửa sau với vợ cấp trên để được tăng lương tiến chức. Thật là trơ trẽn. Thôi đi về con. Dạ. Ông nhìn cái gì đó? Cái gì? Mình nói gì? Anh ngắm cảnh làm thơ. À, xin phép anh Tư, chị Năm, em về nha. Ở đây với anh Tư bay, nhậu vài chai rồi hãy về. Cảm ơn anh Tư. Về. Cái gì? Thôi, mày mắc công chuyện mày về trước đi ha. Hôm khác. Dạ, vậy thôi em về anh Tư. Em về chị Năm. Mình ơi, anh say sẩm mặt mày quá, cho anh vô nghỉ sớm nghe mình. Mười một ký hơi vét á, cân bự của tôi luôn kìa. Cân xong chưa? Cân xong rồi. 14 ký cho vô luôn đi mày ơi, nắng quá. Của gì tổng cộng là 120 ký, 10.000 một ký, như vậy là 1.200.000 nghe gì. Trời sao rẻ quá vậy, ở bên kia người ta mua 13 lận đó. Dì ơi, đó là trái lớn, còn của dì là trái nhỏ, đâu có lớn đâu. Nhưng mà... thì tùy vậy thôi, nếu như dì thấy rẻ thì cứ bán bên kia đi, ở đây chỉ mua được giá đó thôi à. Chú Hưng ơi, chú Hưng à. Có chuyện gì vậy? Chú coi đi, hàng tôi đã đem đến đây rồi, chẳng lẽ bây giờ mắc công tôi lại đem đi bán chỗ khác nữa. Hàng của tôi ngon lắm, ngọt thanh. Chú coi cho tôi thêm vài ngàn nữa đi, tôi bán cho rồi. Dì ơi, ở đây con mua đúng giá, không có ép ai hết đó. Nếu bây giờ mà con thêm cho dì một vài ngàn nữa thì người khác thấy vậy cũng đòi thêm thì đâu có được đâu dì. Giả lại dựa nhà con làm ăn bao nhiêu năm nay rồi dì, giá mua luôn cao hơn những chỗ khác mà dì. Bán được thì bán, không bán thì thôi, có ai ép đâu. Còn biết bao nhiêu người chờ phía sau kìa. Đúng rồi đó, người ta mua vậy là cao rồi, kỳ kèo chị không biết nữa. Con tôi đang bị bệnh, thêm được đồng nào đỡ đồng đó. Mấy người thì có tiền, có vài ngàn đâu có đáng gì. Thôi được rồi, tôi bán đó. Dì ơi, đúng là đối với tụi con á, 1-2 ngàn thì cũng chẳng có đáng gì hết. Nhưng mà giá cả chỉ nâng lên 1 ngàn thì dì tính đi, nếu mà tụi con mua 1.000 tấn á, thì sẽ lỗ biết là bao nhiêu. Dì có khó khăn á, thì dì nói con sẽ giúp dì, chứ tụi con không có đơn giá được đâu dì. À, em đưa thêm cho dì 50.000 nữa trong cái toa này để dì mua thuốc cho con. Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm nha chú Hưng. Buôn bán vậy sao có lời, không lỗ vốn là may lắm rồi. Thật ra nó không dám nâng giá là vì có giao kèo với bên mình rồi, không nâng được giá thì lại cho thêm. Thật ra cũng với số tiền đó mà mình lại được tiếng là nhân đức. Cô bộ không ổn rồi bà. Ừ, chứ hỏi mong giao kèo sao, lúc đó không chịu, nói là không được giúp đỡ người khác. Bà này sao được, tiền của người ta muốn giúp ai ta giúp, mình cấm người ta sao được. Mà cũng bực thiệt, giá thì như nhau mà khách thì cứ đổ vào bên đây mới lạ chứ. Dạ, dì cho con gửi, đây là tiền của dì. Dạ, dạ. Cảm ơn chú.
Ê, mà tôi nhìn Hưng á, coi bộ cũng tốt mã quá ông ha. Nó mà so với thằng Hạo nhà mình á, không có thua đâu nha. Cái bà này, con mình không khen, đi khen con thiên hạ. Còn lâu á, thằng Hạo con trai tôi ăn đứt cái thằng này á. Trông nó còn khờ hơn thằng Hạo nhiều lắm. Ông á, giỏi cái nước, mèo khen mèo dài đuôi thôi. Bà nói tôi với con tôi là mèo hả? Lãng. Em yêu anh vội vàng bằng một trái tim yêu thương nồng nàn, mà sao anh vô tâm chẳng hiểu con tim của em hơi ngừa. Anh cho em những lời đầu môi để con tim em nát tan, để rồi ta ra nhau để giấc mơ tan vỡ vì đâu. Cắt xong rồi thì Sơn cho đàng hoàng chút. Giống như Sơn hôm bữa. Trời ơi, gì đâu mà không có điều nước Sơn gì hết trơn á. Bà nói làm gì? Mấy cái con này á, làm sao làm đẹp bằng mấy cái tiệm ở Sài Gòn được chứ. Ê, hay là cuối tuần này á, mình nói với ba là cho chị em tụi mình lên Sài Gòn chơi đi. Lâu lắm rồi có lên Sài Gòn đâu. Xạo quá bà ơi, mới tuần trước lên Sài Gòn mua sắm mà. Ờ, thôi, nhưng mà cả tuần rồi, lâu thấy mồ. Ôi da, trời ơi, cái con nhỏ này, đồ ăn hại không à. Làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, chết cái ngón chân đẹp đẽ của tôi rồi. Quỷ, kỳ cục, ăn hại gì đâu không à. Làm cho cẩn thận nghe chưa. Thứ ăn hạ gì đâu. Làm đâu nữa tao quýnh bây giờ. Chắc phải nói với ba mình á, thuê thêm người làm móng về á. Chứ hai con này làm riết á, em không có giật ra móng tay móng chân của em luôn á. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, cái chân tao kìa. Trời ơi, giờ nhìn riết á, giống như chân bò vậy đó. Cắt riết còn cái móng nào á. Bực mình. Ủa mà con Út Lành đâu rồi? Trời ơi, mày còn ngồi mơ mộng làm ca sĩ nữa hả con? Bỏ ngay, bỏ ngay nghe chưa? Ê, đau quá. Cái con quỷ này cứ làm đau hoài à. Đi, đi 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 đi. Khỏi làm nữa, mệt quá đau muốn chết luôn à. Nè, mình luyện tập nhiều cũng như không mà, cứ rú rú ở nhà biết bao giờ mới thành sao được. Vậy thì từ nay con không là con của ba nữa. Con đi khỏi cái xứ này cho ba vừa lòng. Mày nói được là làm được cái chưa? Mày ngon quá ha. Đụng tới là đòi bỏ nhà ra đi. Ai dạy mày cái thói đó vậy? Má mày chiều quá riết rồi sanh hư. Con sẽ làm và khẳng định mình cho ba thấy. Thank you.
vali bụi dần dần để đi luôn hả? Đi đâu? Em đem mấy cái này đi dục chứ bộ. Mấy thứ cũ kỹ vậy ai mà thèm xài. Mày sang quá ha. Không xài nữa thì cho mấy đứa người làm người ta xài. Cái gì cũng dục lằn sao? Không tiếc của hả? Thì em thích vậy đó. Đồ của em mà để người làm xài hả? Không dám đâu. Em mà không xài thì dục, chứ em không thích ai xài đồ của em hết đó. Hết biết. Dạy hoài không nghe. Ê nó nghe nè. Biết chỗ này là móng đẹp lắm đó nha. Có vẻ nữa đó nha. Biết sao không? Nó sờn cái móng của mình xong rồi nó vẽ lên ngón tay đó nha. Ghê quá. Sông rồi trăng soi sáng người tình còn chơi vơi thương đời đơn côi em vợ chia phôi đòi về miền xa lắc tôi thấy lòng quay quắt đau đớn hoài khôn ai xui tình nhiên tan vỡ vẫn dương u sầu cay đắng đời bên